ngươi bởi kẻ chẳng phải là nhân. Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một dân ngu dốt. Lại Ê-sai nói cách bạo dạn rằng: những kẻ chẳng tìm kiếm ta thì đã gặp thấy ta. Ta đã tỏ mình ra cho kẻ chẳng hỏi hàng ta. Song về dân Israel thì ta đã giơ tay ra cả ngày hướng về dân bội nghịch và hay nói trái. Thưa quý hội thánh, chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì một mùa thánh kinh hè rất là tốt lành Chúa ban cho. Các em của chúng ta đã học một loạt bài học liên quan đến tin mừng. Những tưởng là dễ, nhưng mà nó có một cái điều thách thức cho các em rất là nhiều. Chúng ta sẽ xem qua là bài học, 5 bài học của các em ở đây. Các em học về tin mừng đã được nói trước hay là Chúa đã nói trước về sự Giáng sinh của Chúa của Thế Giê-xu. Và tin mừng đã đến thế giới này, Chúa Giê-xu đã đến, và trong sự kiện Chúa Giáng sinh thì Thiên Sứ đã báo rằng đây là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Rồi trong công tác chức vụ của Chúa Giê-xu, trong công tác chức vụ các sứ đồ, tin mừng được tiếp nhận, được lan tỏa, và rồi tin mừng được chia sẻ hết người này đến người khác theo nguyên tắc của Chúa Giê-xu đã nói: Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Và bài cuối cùng đó là bài các em được trang bị một phương pháp được để chia sẻ tin mừng, không phải là một mà là hai phương pháp: phương pháp bàn tay phúc âm và phương pháp quyển sách, nào quyển pháp chia sẻ bằng 5 màu sắc, để chúng ta biết được rằng con em của chúng ta, quý vị về thấy nó đeo ở trên tay của nó cái vòng 5 màu đó, nó không phải là một cái vòng chỉ để trang trí, nhưng đó là một phương pháp, đó là phương pháp 5 màu. Màu đen tượng trưng cho tội lỗi, màu đỏ tượng trưng cho sự cứu chuộc, màu trắng tượng trưng cho sự phiếu trắng tội lỗi nếu ai đặt lòng tin nơi Chúa, màu xanh tượng trưng cho sự tăng trưởng khi một người thật sự tin nhận Ngài, và màu vàng là đảm bảo cho mão miệng sự sống đời đời khi những ai đặt lòng tin nơi Chúa, và Chúa sẽ đảm bảo cho người đó một chỗ ở thiên đàng trong tương lai. Năm màu sắc đó là năm màu sắc tưởng chừng như là những màu sắc vô tri, tuy nhiên các con sẽ biết dùng cái vòng mà các con được hướng dẫn đó để làm chứng cho những người bạn của mình. Đó là điều mà chúng tôi đã triển khai trong loạt bài thánh kinh hè năm nay. Nhưng buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng học lời Chúa với quý vị. Tin lành đã đến, đã được báo trước, đã đến, đã được tiếp nhận, đã được rao giảng và vẫn tiếp tục sẽ phải rao giảng. Và chúng ta biết rằng tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ giảng ra khắp đất, và bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Nhưng buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ về sứ giả. Sứ giả đó chính là tôi và quý vị. Vì Chúa Giê-xu đã nói rằng Ngài phán cùng các sứ đồ rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Nếu chúng ta chưa phải là sứ đồ thì lời nói đó không phải là mang lệnh dành cho chúng ta. Nhưng chúng ta biết được rằng tất cả chúng ta đều là con cái và là môn đệ của Chúa Thánh Giê-xu. Chúng ta phải nhận lãnh trách nhiệm đó. Những ai đã giơ tay nhận bánh và chén thì phải có phần với thịt và huyết, phải rao báo sự sống, sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Đó là điều mà chúng ta đã được dạy rất nhiều ở trong mỗi khi chúng ta dự thánh lễ trình thánh. Tuy nhiên buổi sáng hôm nay chúng ta thấy là Roma đoạn 10 từ câu 14 đến câu 21, sứ đồ Phao-lô viết cho những chính hữu ở tại Roma, họ là người Do Thái, họ cũng là người Hy Lạp. Tuy nhiên ở tại nơi này, sứ đồ Phao-lô cho chúng ta hiểu được rằng làm sao để trở thành một sứ giả của tin mừng. Như vậy chúng ta thấy có những yếu tố nào yêu cầu của một sứ giả. Yếu tố thứ nhất đó là: nhưng khi họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được, chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin, nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao. Yếu tố thứ nhất liên quan đến sứ giả đó là cần những người tình nguyện ra đi rao giảng tin mừng. Tin mừng này không phải là một động cơ chính trị hoặc là một cái công tác làm để có lợi cho một ai đó, nhưng là những người thật sự tình nguyện ra đi để rao giảng tin mừng. Chúng ta biết được rằng một người bị bệnh và được một vị bác sĩ chữa lành, người đó sẽ tình nguyện để giới thiệu cho những người thân của mình cũng đang ở trong căn bệnh đó, và hoàn toàn không phải giới thiệu xong là lấy tiền cò hoặc là lấy cái gì đó lợi lộc, không, vì đó là sự tình nguyện, vì chúng ta muốn cứu thêm những người khác ở trong gia đình của mình.
Và chúng ta nói, ô chị ơi, bác sĩ này hay lắm, ô anh ơi, người này chữa lành bệnh hay lắm. Và chúng ta giới thiệu vì cớ chúng ta muốn họ được chữa lành, muốn họ được cứu như chúng ta. Như vậy, để trở thành một sứ giả, phải là người nhận biết nhu cầu và phải đáp ứng nhu cầu đó. Cho nên chúng ta thấy được rằng, cái người tình nguyện là người nhận biết nhu cầu. Người tình nguyện là cái người sẽ đáp ứng nhu cầu đó. Trong những ngày vừa qua, việc mà Bộ Y tế kêu gọi các bác sĩ ở trong các khoa nhiễm của các bệnh viện tình nguyện để mà bước vào trong vùng dịch ở tại Đà Nẵng, vì có rằng họ là người hiểu nhất, những người đó là những người hiểu được cái mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, và những người đó cũng là những người được trang bị những kiến thức để chống lại dịch bệnh, và họ hiểu được nhu cầu và họ tình nguyện để gia nhập những đoàn quân đó để mà giúp cho căn bệnh không lan ra nhiều nơi và làm cho nhiều người phải tử vong. Tôi và quý vị, có đó là người tình nguyện không? Chúng ta có thể tình nguyện trong nhiều điều có lợi cho mình, nhưng cái việc mà đem tin mừng đến cho người khác, chúng ta thấy Chúa đồ Phaolô nói về nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được, chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin, không có ai ra đi thì nghe làm sao. Như vậy cái điều cốt lõi là cái người ra đi để nói, để cho họ nghe và có cơ hội để tin. Cho nên yếu tố đầu tiên của một sứ giả đó là người phải nhận biết được nhu cầu và đáp ứng nhu cầu đó. Đó là điều mà Chúa đã nói với Ê-sai, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Và Ê-sai trả lời rằng có con mày, xin hãy sai con. Tôi và quý vị có thấy là Chúa đang sai phái chúng ta giữa thế giới này để chúng ta có trách nhiệm để nói cho những người xung quanh của mình biết về tin mừng không? Hay là chúng ta nói là không, ông sư ơi, tôi đi làm là tôi đi kiếm tiền thôi, chứ tôi không có trách nhiệm để nói cho những người chung quanh tôi trong sở làm, những người chung quanh tôi trong công việc, những bà con hàng xóm ở chung quanh nhà tôi không có trách nhiệm đó nghe. Không, nếu quý vị không thấy được thì không bao giờ quý vị trở thành một sứ giả của tin mừng nữa. Cho nên chúng ta phải nhận biết yếu tố đầu tiên, đó là phải thấy được nhu cầu để đáp ứng nhu cầu. Yếu tố thứ hai trong câu thứ 15 là nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào, nhưng có chép rằng những bàn chân kẻ rao truyền tinh thần là tốt đẹp biết bao. Như vậy yếu tố này là cần những người nghe được tiếng gọi của Chúa để ra đi rao giảng. Như vậy yếu tố này là gì? Nhận biết giá trị của công việc và tận hiến cho công tác đó. Chúng ta thấy đây là cái cách mà ông Phaolô đang trích Ê-sai 52:7: những kẻ đem tin tốt rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành rao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng Đức Chúa Trời ngươi trị vì chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là dường nào. Thưa quý vị, đây là những người gọi là chịu khó hy sinh cho công việc, tại vì họ tận hiến. Vừa chúng ta biết hình ảnh của Ê-sai 57 nói về địa hình của đất nước Do Thái. Chúng ta sẽ học ở trong, nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ học về Thánh Kinh Phong Tục, quý vị sẽ hiểu địa hình. Đất nước Do Thái đầy dãy những đồi núi, vì có thể vượt từ núi này qua núi khác để đi rao tin mừng là một thách thức. Nhưng công khó đó không vô ích, công khó đó sẽ đem lại những kết quả tốt đẹp, và Đức Chúa Trời đánh giá những người tận hiến cho công tác đó. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên sứ đồ Phaolô nói rằng chúng ta nhận biết giá trị của việc mà chúng ta trở nên một sứ giả của tin mừng ngay trong nơi Chúa đặt lễ, để tôi và quý vị có thể bước đi và chia sẻ về tin mừng ngay trong chỗ đó. Ngày hôm nay có thể quý vị không phải được Chúa kêu gọi ra đi như các giáo sĩ. Chúng ta nhớ được rằng khi các giáo sĩ đến Việt Nam, họ bỏ cái nơi mà họ sinh sống có nhiều tiện nghi, họ đến một nền văn hóa khác, họ đánh đổi tất cả với mục đích là gì? Mục đích là dân tộc, một dân tộc ở tại một vùng đất bị quên lãng. Chúng ta nhớ được rằng A.B. Simpson, ông đã nói rằng chúng ta phải cứu dân tộc này, vùng đất An Nam và những dân tộc nằm ở trong cái vùng đất này là dân tộc bị quên lãng. Vì khi mà các
các hiệp hội truyền giáo họ ngồi lại. Trước năm 2011, khi các giáo sĩ đặt chân đến Việt Nam, thì Âu Châu, Phi Châu và Nam Mỹ và các lục địa khác thì các giáo sĩ đã sai phái nhiều giáo sĩ đi rồi. Tuy nhiên, Ấn Độ cũng là một trong những nơi được ưu ái, và Trung Quốc là nơi mà các giáo sĩ thường nhắm đến. Nhưng cái vùng phía Nam của bán đảo Đông Dương, của ba quốc gia Việt Nam, Campuchia và Lào đó được gọi là vùng đất bị lãng quên. Trong nhiều thập niên, người ta không quan tâm đến việc truyền giáo cho dân tộc ở tại đấy. Cho nên, Tấn sĩ B. Simpson, ông đã khóc và xin Chúa dùng chính ông để có nhiều người cùng với cái nhìn của chính ông và sai phái nhiều con người đến vùng đất bị lãng quên này. Họ từ bỏ tất cả để đến đây. Nhưng ngày hôm nay, Chúa không kêu quý vị phải bỏ tất cả. Quý vị vẫn là người đi làm, quý vị vẫn là người vẫn đang sống ở giữa vòng những cộng đồng của những người xung quanh. Nhưng Chúa muốn chúng ta hiểu được rằng công tác rao giảng phúc âm là quan trọng nhất. Vì chúng ta có thể làm rất nhiều điều cho chính mình, nhưng cái điều có giá trị và tốt đẹp ở trước mặt Đức Chúa Trời, đó là việc chúng ta mang thật nhiều linh hồn cùng với chúng ta vào thiên quốc. Đôi khi tôi và quý vị chỉ mãi mê làm ăn. Chúng ta đầu tư cho một căn nhà đẹp, một chiếc xe đẹp, một cơ ngơi rộng rãi. Nhưng chúng ta quên rằng chúng ta sẽ vào thiên đàng mà không có chồng, có con, mà có những người xung quanh chúng ta vào. Vì chúng ta quên mất trách nhiệm mà Chúa đặt để. Đó là sứ giả. Cho nên phải nhận biết điều này để chúng ta sẽ tận hiến cho điều này ngay khi chúng ta còn sống. Và quý vị biết được rằng Chúa đang sống trong những ngày cuối cùng, và chúng ta sẽ dẫn ai vào thiên đàng? Quý vị sẽ dẫn ai vào thiên đàng? Quý vị đã đầu tư cho công tác mở mang nước trời ở tại thế gian này như thế nào? Xin Chúa giúp cho tôi và quý vị thấy được yếu tố thứ hai để trở thành sứ giả là phải nhận biết sự cao quý của việc rao tin mừng, và quý vị tận hiến cho công tác này. Đó là điều rất quan trọng. Yếu tố thứ ba để trở nên một sứ giả nằm trong câu thứ 16: nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu, vì Ê-sai có nói rằng lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng. Đúng như vậy, yếu tố thứ ba đó là nhận biết những khó khăn khi rao giảng tin mừng. Để làm gì? Để không nản lòng, luôn vững vàng trong sự rao giảng. Vì chúng ta biết rằng chúng ta đang nói một thông điệp của nước trời, nó có thể rất khó nghe với những người ở thế giới này. Vì Ê-sai đã nói rằng không phải lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi giảng. Sứ đồ Phao-lô trích dẫn Ê-sai 53 câu 1: ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai. Nhiều người nói với tôi rằng mục sư ơi, rao giảng mà ta không nghe, người ta chống đối nữa mục sư. Đúng, chúng ta phải chấp nhận những điều như vậy. Vì chúng ta biết được rằng sứ điệp của phúc âm, sứ điệp của tin lành, nó khác hoàn toàn lý tưởng, nó không êm tai chút nào đâu. Nó không hoàn, gọi là không đáp ứng cho tất cả mọi người, không phải là một sứ điệp êm tai, nhưng là một sứ điệp cảnh báo về tội lỗi, đụng thẳng đến con người đó và cái tôi của họ. Để làm gì? Để họ đầu phục Đức Chúa Trời, để họ ăn năn tội và họ nhận được sự sống đời đời. Nhiều người sẽ phản ứng, nhiều người sẽ chống đối, nhiều người sẽ bắt bớ, nhiều người sẽ tìm mọi cách để thậm chí tiêu diệt sứ giả nữa. Tuy nhiên, để trở nên một sứ giả của phúc âm, phải là người lường trước được những nguy hiểm đó, để chúng ta biết rằng chúng ta đang sống với chân lý, đứng dưới ngọn cờ thập tự và cứ vững vàng ở trên bước đường theo Chúa. Thế nên xin Chúa giúp cho tôi và quý vị hiểu được những điều đó. Vì ngay trong thời kỳ của hành đầu tiên, sau khi các hoàng đế La Mã tiến hành bắt bớ hội thánh của Chúa và khởi điểm là hoàng đế Nero, chúng ta biết được rằng hàng nhiều ngàn người sẵn sàng đi ra pháp trường, nhiều ngàn người sẵn sàng bước vào, gọi là ở trong lao tù, mà họ vẫn giữ sự trung tín với Chúa. Vì cớ họ đã lường trước được rằng sống cho phúc âm, rao giảng phúc âm sẽ gặp phải những sự chống đối và bắt bớ như vậy. Cho nên họ luôn vững vàng ở trong đức tin. Thưa quý hội thánh,
Tôi và quý vị cũng phải luôn vững vàng về điều đó. Vì chúng ta biết được rằng trong những ngày cuối cùng này, ma quỷ là kẻ chống đối Đức Chúa Trời giận hoạn. Vì cớ như thế nào? Vì cớ nó muốn cứ kéo nhiều người hơn ở với nó ở địa ngục. Và nó sẽ tấn công trực tiếp vào sứ giả. Đó là điều mà chúng ta phải nhận biết. Để rồi chúng ta phải cậy ơn của Chúa để luôn vững vàng, không hối lui. Buổi sáng hôm nay chúng ta học một bài học chữ nhật rất hay, phải không? Amasi đã nói với Amos rằng: về nơi của ông đi, trở về Juda, đừng nói đây nữa. Ông Amos nói rằng: không, tôi đến đây là vì Chúa, và tôi nói ra là vì Chúa, và nơi này là nơi của Chúa, dân sự này là dân sự của Chúa. Amos đứng ở dưới, gọi là ông đứng trong chân lý, đứng ở trong lẽ thật, và ông không thối lui trước những sự áp bức, trước những sự chống đối. Đó là điều mà tôi và quý vị cảm ơn của Chúa để biết một sứ giả phải như thế nào. Vậy tốt thứ tư để trở thành một sứ giả, đó là trong câu thứ 17: nhưng như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe, và người ta nghe là khi lời đấng Christ được rao giảng. Thưa quý vị, chúng ta nhớ được rằng sứ giả phải có sứ điệp, và sứ điệp đó đến là lời đấng Christ. Yếu tố dẫn đến đức tin của người nghe là lời đấng Christ, không phải là những việc thời sự, những chuyện phim, nhưng là lời của Đức Chúa. Đó là điều mà tôi và quý vị phải suy nghĩ. Nhiều khi chúng ta nói quá nhiều và nhiều điều, và nhiều người nói với tôi: chưa, tôi đi nói mà không ai tin hết trơn á. Thì chúng ta nói gì? Chúng ta có nói về lời của Đức Chúa rồi không? Mở Kinh Thánh ra cho họ nghe, đọc lời Chúa cho họ, hay chúng ta chỉ nói về bệnh tình, dịch bệnh rồi chúng ta nói về thời sự nhiều hơn?